Vâng, xin kính chào toàn thể quý cô bác chị. Chào mừng quý cô bác các chị đã quay trở lại với kênh bán hàng kèm Công Ô Tô. Ngày nay thì Công Ô Tô sẽ lại lên sóng một chiếc Hyundai Getz mới về bên Công Ô Tô nữa cho quý chị nhá. Một chiếc Getz 2009 bản đủ số sàn nhập khẩu. Và chiếc xe này động cơ 1.1 đã lên màn hình giải trí rồi, đầu đĩa DVD cho toàn thể quý anh chị rồi. La răng núc đẹp 4 lốp mới rồi. Chiếc này thì em Công đang chào bán với giá là 162 triệu cho toàn thể quý cô bác quý chị nhá. 162 triệu thôi ạ, là quý cô bác quý anh chị đã được sở hữu một chiếc Hyundai Getz 2009 đây rồi, 2009 nhá quý chị nhá. Xe có nước sơn màu bạc. Rất là đẹp đây. Số sàn bản đủ, ghế bọc da, trần nỉ, la răng đúc, biển số Hà Nội. Và chỉ có giá bán là 162 triệu cho toàn thể quý cô bác quý anh chị. 162 triệu cho các bác nhé. Là quý cô bác quý anh chị đã được sở hữu chiếc Hyundai Getz 2009 bản đủ số tự động, biển số Hà Nội đây rồi. Nói chung xe đẹp, cứng xe, ghế bọc da. Quý cô bác quý chị nào mà đang cần tìm mua cho mình một chiếc Hyundai Getz 2009 bản đủ số sàn nhập khẩu như này thì hãy liên hệ với Công Ô Tô qua số hotline là 0984 883 980 để được hỗ trợ tư vấn mua bán cũng như đặt lịch hẹn xem xe và chạy thử xe. Bây giờ mời quý cô bác quý chị chúng ta sẽ xem chi tiết chiếc này. Đây là chúng ta có thể quan sát từ mặt đằng trước của xe đây. Hai đèn pha của xe rất là trong và sáng, rất đẹp nhé. Đèn gầm đầy đủ cho toàn thể quý cô bác quý chị luôn. Đăng kiểm của đến tháng 2 năm 2021. La răng đúc đẹp. Đây ạ, lốp thì mới này. Hai lốp trước thì mới tinh luôn nha các bác nhé. Đấy, la răng đúc đẹp rồi. Đấy. Rồi gương kính thì là gương kính zin cả xe. Ghế bọc da này cho toàn thể quý cô bác quý chị đây ạ. Ghế bọc da nhập khẩu nha các bác nhé. Và cái xe này thì vô lăng của nó thì rất là đẹp đây. Vô lăng củ số rất là đẹp luôn cho toàn thể quý cô bác quý chị. Có chủ lên cho em nó một chiếc màn hình một chiếc màn hình giải trí rồi. Đầu đĩa DVD đây rồi nha quý cô bác quý chị nhá. Trần thì là trần da này. Đấy, trần da, hai đèn trần luôn cho toàn thể quý cô bác quý chị. Và chiếc xe này thì đang có giá bán là 162 triệu cho toàn thể quý cô bác quý chị nhá. 162 triệu đồng thôi. Là quý cô bác quý chị đã được sở hữu em nó rồi. Đây ạ. Nội thất táp lì táp lô đây. Đấy, nói chung là hơn 100 triệu đã có Hyundai Getz đi rồi. Mà Hyundai Getz thì quý cô bác quý chị biết rồi đúng không ạ? Đi thì rất là đầm chắc cho em nó nhá. Chiếc này thì còn nguyên một cái tấm thảm bên trên để đựng đồ này. Đấy. Đây. Cốp phía sau thì cũng rất là rộng rãi cho toàn thể quý cô bác quý chị về chiếc Hyundai Getz này. Đấy, keo chỉ phía sau đây. Đúng không ạ? Ốc đình táng của nhà sản xuất đây. Còn rất là vùng vắn, rất là rõ nét. Đây nha quý cô bác quý chị nhá. Đấy. Giá thì mềm thôi, hơn 100 triệu. Nắp cốp đít đây. Đó. Hơn 100 triệu đồng thôi là quý cô bác quý chị đã được sở hữu em Getz này rồi. Sở hữu em Getz này rồi nha quý chị nhá. Đây, cánh bên đây. Đó. Quay toàn bộ cho các bác xem luôn. Đó. Những cái dòng xe cỏ này thì về cơ bản thì cứ gầm bệ chắc, côn số ngọt, máy khỏe là ok cho bác rồi. Keo chỉ gương kính thì là ok rồi. Đấy, con này thì gương kính thì còn nguyên cho toàn thể quý cô bác quý chị đây. Đấy. Còn ba cái chuyện mà va quẹt nhẹ hay xước sát cái đấy thì không tránh được nha các anh nhá. Vì ở một dòng xe cỏ mà cũng chạy lâu rồi. Đây ạ, mời quý cô bác quý chị chúng ta sẽ xem chi tiết về cái phần động cơ của chiếc Getz 2009 này. À, đây. Đây nha quý anh chị nhá. Khoang động cơ này. Đấy, thanh răng bên trên thì còn. Đúng không ạ? Ác quy thì đâu đó thì mới thay. Đấy, ác quy mới nha các anh nhé. Đây. Đấy, mới thay tháng 12 thôi. Đấy, mới thay thôi. Ác quy xanh lè, ác quy vừa mới thay xong. Máy móc thì còn tương đối sáng, động cơ 1.1 rất là tiết kiệm nhiên liệu, lanh quanh nó sẽ rơi vào tầm khoảng 5 đến 5 lít rưỡi trên 100 km đều hỗn hợp cho các bác thôi. 4 máy rồi. Đấy, động cơ 1.1 nha các bác nhá. Mà giá thì mềm, chỉ có 162 triệu thôi. Vừa rồi thì em cũng đã đi qua một số những cái chi tiết rất là cơ bản của một chiếc Hyundai Getz cho toàn thể quý cô bác các chị xem chi tiết về chiếc này rồi. Vậy quý cô bác chị nào mà đang cần tìm mua một chiếc Hyundai Getz với giá hơn 100 triệu tránh rét thì hãy liên hệ với Công Ô Tô qua số hotline cũng là số Zalo của em là 0984 883 950 để được hỗ trợ tư vấn mua bán cũng như đặt lịch hẹn xem xe. Một chiếc Hyundai Getz 2009 biển số Hà Nội bản đủ số sàn nhập khẩu, ghế bọc da, đầu DVD, màn hình giải trí đầy đủ rồi. Và chiếc này thì đang có giá bán là 162 triệu. Cảm ơn toàn thể quý cô bác quý chị đã luôn đồng hành và ủng hộ Công Ô Tô. Quý cô bác quý chị ủng hộ Công Ô Tô hơn nữa bằng cách là quý anh chị nào mà chưa đăng ký kênh thì có thể vào bấm đăng ký, bật thông báo và theo dõi lên để không bỏ lỡ những buổi mà em lên livestream báo giá, cập nhật tất cả những cái
đầu xe mới nhất về bên công tô lúc 19 giờ như quý anh chị nhá, cũng như là những buổi review xe như này. Cảm ơn thật đấy quý cô bác anh chị, hẹn gặp lại quý cô bác quý chị vào những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.